Xin chào cả nhà nha, đến với kênh Hội Ngọn miền Tây Tây Quê. Hôm nay mình đi vớt ốc về bầm cho lươn ăn nha cả nhà. Mình thì cũng ra tới mương rồi, mình vớt ốc trong mương rồi nè. Tại vì đợt rồi cái mương mình nuôi ốc bươu đen á. Rồi cái nó vuột ống bọng, cái nó ống bươu vàng vô hơi nhiều nha cả nhà. Giờ mình vớt ốc bươu vàng ra, sẵn mình vớt rồi về mình bầm cho lươn ăn cho cả nhà cùng xem luôn nghe cả nhà. Này, cái vợt nè cả nhà, cái vợt là cái thùng mình đi vớt nha, cái vợt vớt ốc mà có dây điện luôn nha cả nhà. Và cả nhà biết cái vợt này để làm gì rồi nha, nhưng mà hôm nay mình lấy ra mình vớt ốc nha cả nhà. Đây, ốc bươu vàng nha cả nhà. Rồi xong phim con ốc bươu vàng mà nó mắc lẹo với con ốc bươu đen luôn cả nhà ơi. Đây xong phim, chụp ốc bươu đen xuống, lụm con ốc bươu vàng bỏ vô. Tới tội mày hiếp dâm con ốc bươu đen, hiếp dâm ốc bươu đen của tao là mày tới số mày rồi nè. Ốc bươu đen nè, hết có biết nó thiệt chứ. Bây giờ mình phải vớt nó lên thôi, vớt lên bớt, vớt từ từ, vớt nó cũng hết rồi, ngại mớ mớ cũng hết nha cả nhà. Nó chơi gì mà chơi hiếp dâm ốc bươu đen mình luôn, bở gì nó lai hết trơn, riết rồi ốc bươu đen cũng muốn hết luôn. Ốc bươu đen nha cả nhà. Nắng hơi chói cả nhà. Đây, ốc bươu đen nha cả nhà, nằm với trái chuối rồi đi dài, dài tiếp cả nhà. Mình quay hơi lắc á, cả nhà cũng thông cảm giùm cho mình nha. Vớt tay trái cũng hơi khó vớt nha cả nhà. Đây, lật cái xô luôn cả nhà, lật cái xô luôn. Cũng hơi khó nhưng mà mình cũng gán vớt nhiều quay ấy, giờ mình quay cho cả nhà xem nha. Đây, ốc bươu vàng con bành bành không cả nhà. Đây, bỏ mày vô. Mày vô mương, anh mày nuôi ốc bươu đen là mày tới số mày rồi. Tao bắt mày hết. Luôn. Giờ này nắng quá cái nó lặn hết rồi cả nhà. Thời sáng giờ mình mắc xịt thuốc nè. Đây sầu riêng của nhà mình đây. Wow. Rồi quay cái 43 năm nữa có sầu riêng ăn nữa nghe cả nhà. 3 năm nữa lẹ lắm. Lẹ lắm, không bao lâu nữa chứ, 3 năm nữa. Đây, thấy con ốc bươu vàng cả nhà. Nè, ốc còn nặng nấy bành bành không cả nhà. Tới số gì anh? Hôm nay đó, lúc trước hôm nay rồi có ăn ốc lai gai. Lúc trước là mình cho nó ăn thức ăn không luôn, ban lương mình ăn thức ăn không luôn. Bây giờ có thời gian rồi, mình đi vớt ốc, đi vớt ốc về cho bầm cho lương ăn nha. Ốc là lương nó mê lắm nghe cả nhà. Một chú nữa, ốc bươu đen, bươu đen thả lại. Bươu đen mình còn không có ăn lương nào có mà cho lương ăn nha cả nhà, mình chỉ vớt bươu vàng thôi. Đây, đây hai con luôn. Ý rồi xong hai con ốc chập bá luôn, dướng cũng quá rớt ra ngoài luôn. Bự bự gì không,
Hai con kia bự mà hết tiêu rồi. Này, tóc bù đen. Thả xuống lại. Đây. Một con nữa. Hai con luôn. Con kia nó hại con này luôn. Vớt thấy một con mà vớt với hai con. Cho mày vô luôn. Đây nữa cả nhà. Lúc này nhiều quá. Ý. Thấy một con vớt hai con luôn. Thấy một con mà vớt hai con này hại con kia luôn. Tao không có muốn rồi. Nè, con này đúng rồi, con hóc u vàng luôn. Hồi xưa là hóc u vàng vàng cái đó, đó. Giờ sao mà màu đen giống hóc u đen mình. Tới số mày. Đó, ổ ca sạc gần đó cả nhà. Đó nè. Ổ ca sạc gần. Được rồi, mình thả sẽ mua sạc gần trứng mình thả xuống nè. Dạ, mổ nó đẻ. Vô mùa nó đẻ. Qua bên bạn kia giúp tiếp ba nhà. Đây cả nhà ơi, mình bắt có được nhiều ốc đây nè cả nhà. Bây giờ mình lễ cho lương ăn nha cả nhà. Mình lễ xong, mình bầm xong rồi ra cho lương ăn rồi mình quay tiếp cho cả nhà cùng xem nha. Mời mình bầm xong rồi cả nhà ơi. Mình chọn chung với thức ăn với miếng thuốc cho nó ăn nha cả nhà. Giờ mình chọn lên mình đổ vô cho nó ăn nha cả nhà. Trộn vỡ đều lên xong rồi mình bỏ vô. Này. Lúc trước mình không có thời gian mình cho nó ăn thức ăn không à. Còn lúc này có thời gian cái mình lấy mình đi bắt ốc á, mình lễ mình bầm trộn cho nó ăn nha. Lúc nào mà bận công chuyện mình đi làm á, mình cho nó ăn thức ăn. Còn mình nói không á, mình đi lễ ốc cho nó ăn nha cả nhà. Giờ mình đấu vô nha cả nhà. Này. Rồi. Chết vào đây miếng cả nhà. Rồi đó miếng nè. Đó, ăn ra cả nhà ơi. Núp cả nhà, núp mấy cái mà mình rửa thao mình tạt ra đó, núp mấy cái đó trước. Giờ là lại tới đây cả nhà. Đó, lượng bự cả nhà. Đó. Mình nuôi lương là mình ghiền nhất rồi cái lúc mình cho ăn nghe cả nhà. Đó. Có con lương kìa. Kìa. Đó. Làm dữ rồi. Nhà, con lương này nó giật đi lại cả nhà. Đó. Đó. Nó bò vô nó kiếm mồi nó ăn nghe cả nhà. Nó ngồi ngoài đây kia, nó nằm ở ngoài đó đó, nó nghe nút quá trời chạy vô. Vô tới đây nghe cả nhà. Để lú lên. À. Đội cái cục nó lên luôn cả nhà. Nghe. Ghiền nhất là cái lúc này nghe cả nhà. Nghe thấy ghiền luôn. Nhô với cục lứ lên luôn kìa. Đó. Quá trình.
Trời ơi, đã nghe nó còn mát ra tay luôn cả nhà. À, nghe đã ghê luôn. Mình đã đổ ít quá nước hết rồi cả nhà. Nó cũng muốn no hết rồi cả nhà, muốn yếu rồi ha, muốn vớt rồi, tại vì cũng no đó. Đó nghe, tại vì nuôi ghê lương người ta ghiền người phái nghe cả nhà. Đó. Ghiền nhất là cái lúc này, những cái lúc này thôi, lúc mà lương nhỏ nhỏ chưa có ghiền đâu, mà cái lúc mà lương trọng trọng đổ xuống làm chốc 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 luôn. Mình cũng ý định làm thêm một dèo nữa, mình đi kiếm lương về nuôi tiếp này cả nhà. Ơi đã. Rồi mình cũng xin quay video tới đây cũng kết thúc luôn cả nhà ơi. Và đừng quên cho mình một like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ nghe cả nhà. Đừng quên nhấn vào cái chuông á để nhận các thông báo video tiếp theo nghe cả nhà. Rồi xin chào cả nhà, bye bye cả nhà nha.